Chào buổi sáng em với tất cả mọi người. Lâu lắm rồi mẹ Sở Trích không chào buổi sáng sớm tinh mơ như thế này nhỉ. Bởi vì là mình bình thường dậy là vào tầm 7 giờ 7 rưỡi sáng ăn sáng, nhưng mà từ khi đi xuống Sydney là ba mẹ con cứ 8 rưỡi 9 giờ mới bình minh cơ. Vì là hai anh em sói hay thức muộn chơi với nhau ấy. Bình thường ở nhà ấy thì mỗi anh em một phòng, đi ngủ không có người, không có rúc rích, không có cười đùa được với nhau. Thế nhưng mà ở khách sạn thì chỉ có một phòng thôi, nên là em vẫn nhìn thấy anh vẫn nhìn thấy em. Và đùa cười rúc rích đêm hôm qua đến tận 10 rưỡi 11 giờ mới đi ngủ cơ. Hôm nay ba mẹ con sẽ đi ra ngoài đi ăn trưa với bác Châu. Bác Châu ở Bankstown, chị Châu bạn mình ở Bankstown mọi người nhớ không? Hôm nay chị sẽ đi lên đây để chơi với ba mẹ con sói chích. Và mình cũng vừa mới đặt vé để bay về nhà vào thứ bảy tuần này, tức là mùng 10. Sắp về nhà rồi. Mẹ em chỉ đợi về nhà thôi. Em gió mấy hôm nay cứ hỏi mẹ ơi mẹ nấu cho con ăn. Em nhớ đồ ăn ở nhà rồi mà. Chứ ở đây thì chỉ có mua đồ ăn ngoài về ăn thôi chứ không có đồ mẹ nấu. Nhưng mà em rất là khéo. Em biết là nói là mẹ ơi mẹ nấu đi, mẹ nấu cho con ăn, rất là kiểu nịnh nọt đấy. Bây giờ mẹ em sẽ ra ngoài kia pha trà, uống trà, ăn bánh mì. Không có máy nấu bánh mì, chỉ có bánh mì với pate. Mình có mua một cái hộp pate, bây giờ phải ăn đi, thứ bảy về rồi. Quên mất, còn cái này mẹ Sói Trinh muốn chia sẻ nốt. Đấy là tóc mình làm xoăn giả như thế này là mình làm bằng máy là. Và có nhiều bạn hỏi mình là làm thế nào để cho tóc có cái độ phồng phồng bồng bồng như thế. Các bạn cũng làm thế nhưng mà sau đấy thì nó bị duỗi ra và nó hay kiểu không được phồng ấy. Bí quyết đấy là khi mà các bạn làm xoăn ấy, các bạn làm một lọn theo chiều quay ra khỏi mặt. Và cùng cái hàng tóc đấy khi các bạn chia tóc ấy thì một lọn làm quay ra khỏi mặt, một lọn làm theo chiều ngược lại, cứ một lọn ra một lọn vào, một lọn ra một lọn vào cả hai bên. Và khi làm thì các bạn chia tóc ra làm đôi ấy. Sau đấy thì làm từng bên một, và nếu các bạn muốn lật sang bên nào thì tùy. Sau đấy các bạn có thể lật sang để mái, ví dụ như mình thì mình lật sang bên này và chia tóc làm đôi như thế. Sau khi mà mình làm xoăn giả xong này, mình lật ngôi sang nó cũng có một cái độ phồng ấy, nó phồng hơn so với mình lật tóc sẵn và làm xoăn cố định ở một bên mái một bên như thế. Mẹ Sói Trích không thể nào mà có thời gian gọi là đứng không đặt máy quay để chia sẻ với mọi người cái cách cái cách dùng máy là để làm lọn xoăn như thế này được, vì là mình chỉ có tranh thủ để sáng dậy sớm trang điểm làm tóc thôi chứ không có nhiều thời gian như trước đây. Các bạn có thể lên trên YouTube search how to do the loose curl with a hair straightener thì sẽ ra rất là nhiều những cái clip mà các bạn YouTuber các bạn ấy đã làm về cách sử dụng máy làm tóc để làm xoăn như thế này. Rafi, no picking, no, Ba mẹ con đưa bác Châu đến đây ăn trưa mà đông quá, oops. Phải đợi. Đợi khoảng 5 phút nữa họ xếp bàn. Rất đông. Zoe. Zoe. Cái chỗ này là chỗ lần trước nhà Sở Trinh đến đây ăn ăn sáng này, cũng phải đợi rất là lâu này. Ở đây họ làm đồ ăn ngon lắm. Đồ ăn Âu. Hey 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 guy. Hai anh em có cái bảng chữ là cứ ngồi đấy. Hí hoáy. Lấy chữ lên, cài chữ xuống. Yeah. Đó mẹ xem nào, mẹ xem nào. What letter is this? M. M. Zoe? What are you doing? One number. Ah, da, 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 da. Sorry.
con đứng vào đây. Trời hôm nay mưa, quần rĩ ra ngoài bị dính mưa, tóc mẹ em đang duỗi hết ra đây vì mưa. Bye bye. Thích uống nước kiểu gì đấy con? Uống nước bằng tay à? Lấy tay chấm chấm mút mút như là ăn cái gì á? Ok, anh chóng ngồi lên ghế. I remember the first time when we came here, she's doing the prom. I really quietly. A lot has changed. Yeah. Water? More water? Raphael, sit up here. No, put your leg down. Sit like a big boy. Sit. Are you a big boy? Okay. What's up, Mom? Okay. Tata. Yum. Yum. Raffi, would you like a baby chino? Would you like baby chino? You want a baby chino? After lunch, okay? Mẹ sở thích có thịt bò này. Pastrami brisket với lại bắp cải tím. Yum. Sở thích sẽ ăn chung với mẹ. Vlog thế này để cho ba em thèm. Vì là cả nhà mới ra đây ăn sáng cuối tuần thôi, họ làm cái menu khác ấy. Còn đây là đồ ăn trưa trong tuần, ngày trong tuần. Trông ngon chị ha. Yeah. This one. No, it's beef. Pastrami brisket. Yeah. Hôm nay bác Châu đến chơi và đi ăn trưa thì rất là vui. Thế nhưng mà trên đường đi về, em sói không ngoan một tí nào cả. Hét ầm ĩ đường lên, khóc như mưa, đòi ăn kem. Trong khi đó, mình đã nói rồi là không ăn kem vì con chưa ăn trưa. Nhưng mà em cứ thế là hét ầm ĩ lên. Mẹ em không nói gì cả, đi thật nhanh về khách sạn. Sau đấy là mình cho em ấy đứng vào trong nhà vệ sinh time out. Cũng vẫn khóc, vẫn hét, gào thét. Thế là ngồi một lúc thì bác Châu đi về. Nhưng mà trước khi bác Châu đi về là sói cũng đã bắt đầu gọi là xuôi xuôi xuống rồi, không thấy khóc nữa, chạy ra ôm mẹ, gần gũi mẹ. Nhưng mà để được đến cái đoạn đấy là hai mẹ con cũng chiến tranh tinh thần với nhau khá là lâu trước khi đến được cái đoạn đấy. Anh sói làm mẹ em hôm nay rất là buồn. Em chích cẩn thận con. Đấy, đổ hết ra rồi nào. Con uống xong rồi con cứ cầm, con không để ý cái lọ đấy. Xong rồi cứ dốc lên, thế là đổ hết vào áo và váy này. Uống đi, uống hết đi, mẹ lấy cái hộp đi. It's okay, it's just an accident. Trời mưa thì là sói cũng khóc như mưa luôn. Zoe, where are you going? Con đi đâu đấy? Anh sói, Raffi, you wearing your t-shirt back to front. Because. Yeah, that's back to front. There you go. Hey, we watch it all. There you go. Your t-shirt back to front. Yeah. Đổi lại, con mặc áo ngược đấy. He just put it off.
Lúc nào mà sói kiểu gan lên ý là cũng gan lắm, chứ không phải là vừa đâu. Ở nhà ấy thì mẹ em đưa về phòng time out, muốn làm gì trong đấy thì làm, muốn khóc thế nào thì khóc. Cho đến khi hết nức nở thì thôi. Hôm nay bác Châu có mua được cho mẹ sói Trích cái mận cơm này này. Ăn không thì rất là chua nhưng chấm muối thì ngon. Về mình sẽ ngâm mắm đường, ớt, như là cái cách làm xoài ngâm mắm đường ấy. Ăn ngon lắm. Bác Châu mua cả cho xoài xanh và nem chua nữa. Tata gì? Con tata cái gì? Hả? Kia kìa, cái quả mẹ đưa cho đánh rơi xuống kia kìa. Đấy. Nào bây giờ thế nào nữa? Nhảy nhót tata gì? Tata gì? Anh sói uống hết chưa? Em Trích đã uống hết rồi, con uống hết chưa? Em Trích chưa uống hết nhá. Trích nhá, uống hết, còn có một xíu nữa. Uống khẩn trương. Đúng rồi, một xíu nữa. Đúng rồi, còn một xíu xíu nữa. Hết rồi. Trích có được giấc ngủ chưa? Ngày nào em cũng ngủ buổi trưa, không sớm thì muộn. Có một giấc ngủ ban ngày con nhỉ. Còn anh sói mải chơi là xem tivi là thôi, là cũng quên luôn nhá. Hành động mè nheo của em sói hôm nay thực sự là làm mẹ em rất là buồn, làm cho tâm trạng mẹ em rất là đi xuống. Yeah, she's okay. Zoe okay. Thi thoảng là cũng sẽ có những cái thời khắc chiến tranh tinh thần như thế. Mình nhớ hồi mình vừa sinh em Trích xong ấy, có những khi em sói cũng kiểu cũng rất là gan, và mẹ khóc, con khóc, cứ ngồi hai mẹ con khóc với nhau ở trong phòng thôi. Nào, em Trích làm gì đấy? Không trèo lên cái ghế đấy xong xoay đâu nhá. Trích rất thích trèo lên cái ghế này để xoay đấy nhá con nhá. Xoay xong rồi ngã cái bụp cái xuống đất thì sao? Cái gì? Không. Anh sói uống hết chưa? Ok, well done. Yeah. Ok. No, don't do that. Con xoay xong cả hai anh em lăn xuống dưới đất á. Nhá. Ba em không biết hôm nay mấy giờ về đây. Is that a story time? It's moving about the Zoe, ghost. Is that a story time? Yeah, cái gì? Biết cái gì mà yeah? Cái gì? Hả? Disappear, mama. The ghost disappear. Okay. Chick ơi. Have a na 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 na. Have a na 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 na. Have a na 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 na. Em Trích được cái cứ nghe thấy nhạc ấy là em nhún nhảy là em hát theo chứ. Rafi, don't. Careful, holding your sister. Hold your sister. Hold her. Thôi, stop, enough, guys. What? Enough. That's too much now. Too much spinning. You're gonna hurt yourself if you're doing that. Còn xoay thế xong mà hai em ngã lại. Đã! Là tỏi lên. Ah! No, stop right now. Zoe was waving, not me. Zoe. Đấy, Zoe ra đấy đi. Ra đấy anh đọc chuyện cho. Story time. Go. Story time. I'm waving and I'm a doctor. Let's go to doctor. Yes! Oh! Yes! Đấy, nghịch lắm.
cả hai đứa luôn. Nghịch lắm. Chuẩn bị về nhà rồi nhá. Mỗi đứa lại một phòng nhá. Máy tính. Con nói đi, máy tính. Máy tính. Máy tính. Anh sói, anh sói. À. No. Em chích xuống, xuống ngay. Tụt cái mông xuống, xuống. À. Xuống. Ngồi đâu, ngồi nguyên một chỗ. Rồi rồi rồi, anh nhảy. Rồi rồi, lại chuẩn bị dạy em. Xong em cũng nhảy. Xong rồi ngã, xong bêu đầu, xong cả hai đứa cùng khóc. Đấy, cụp đầu rồi đấy. That's my mini pee baby. Đi tắm không? Bath time. Chị thích lắm, cứ nhắc đến đi tắm là thích lắm. Đi tắm nhá. Đi tắm nhá. Chị ơi, đi tắm. Hai anh em sói Chích thế là tắm rửa xong rồi này. Anh sói trưa nay không ngủ, khóc nhiều, bây giờ mệt buồn ngủ phải không? Fluffy, can you say bye bye please? Can you hold my hand? Can you hold my hand? Okay baby, what you doing? Định kéo em lên á? Ooh. Zoe, rồi nói bye bye nào. Bye. Làm mắt sợ vậy xem nào. Zoe, rồi lực lực. Làm mắt sợ vậy xem nào. Mắt sợ đâu? Kéo cái mắt như thế nào? Hát xe. Bye Zoe. At Problem City. À, à, không làm như thế. Con nói bye bye. Bye Zoe. Ok, không nói bye bye thì thôi nhá. Thôi nhá. Rafi. That is broke on the sea. Ok, Raphael, say bye. Bye bye to friend my vlog. Bye bye to friend my vlog. Ok, see ya. Say can I hold my hand because... No, no, so you can jump. No, 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 no. No, 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 no. Mẹ em dừng vlog đây. À, em thích. Bám vào áo mẹ để đung đưa. Hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vào lúc 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhá. Bye.